này là con engine tự động Mỹ. Tự động là mình nhấn nút tự nhiên nắp tự lên lửa ha. Xài nó rất là tiện. Và cái manh tự nghĩ đi, manh để như vậy, manh kê miệng vô, manh hút điếu thuốc là manh thấy mình, bản thân mình phong cách không, người khác nhìn mình cũng nhìn với ánh mắt khác. Con này rất là hiếm. Đó, lắc cây bạc, lắc cây bạc mạ vàng. Ba con nai này là, con này là kêu bằng con nai hay con tuần lộc em không biết, tại vì trên đầu nó có sừng nè, thì em cũng biết là tuần lộc hay là nai. Nhưng mà ba con này là mạ vàng, ba con này là vàng này, thấy chưa, nó nhìn không, nó là vàng. Còn cái thân của nó lắc cây bạc, mặt sau nó hơi trầy chút xíu, nó trầy cái lớp, nó lâu năm quá rồi nó trầy cái lớp bạc á. Mà anh có thể là đem ra tìm bạc kêu người ta lắc kê lại, không thì cứ để vậy cho nó cổ xưa nhưng mặt này còn rất là đẹp ha. Không thì mà anh đem ra tiệm kêu người ta lắc kê lại cho mấy anh, rất là đẹp ha. Đặt, nói chung là mình đặt vậy thì nhìn cũng đẹp, không có gì hết, mặt sau trầy tiết cũng đáng kể, hàng xưa mà to. To thấy không?